cả các bạn đã quay trở lại với series Công phá từ vựng tiếng Anh về món Việt. Hôm nay chính là video phần 3, phần cuối cùng trong chuỗi video làm chủ từ vựng tiếng Anh về gia vị trong bếp của mẹ. Và chủ đề của phần 3 này chính là condiments. Condiments là những gia vị ăn kèm được bày biện trên bàn ăn để ăn cùng với những thức ăn đã được nấu chín. Thử hình dung xem trong bữa ăn các bạn sẽ thường hay dùng những gia vị ăn kèm gì nhỉ? Nếu mà có món rán thì sẽ hay dùng tương ớt đúng không? Tiếng Anh là chili sauce. Chili sauce. Còn nếu trong mâm cơm mà có vịt quay hay thịt quay thì không thể nào thiếu xì dầu hay nước tương. Đó chính là soy sauce. Soy sauce. Còn một gia vị nữa rất truyền thống và phổ biến trong mâm cơm Việt đó chính là nước mắm, fish sauce. Fish sauce. Nhưng đó là nước mắm nguyên bản, còn nước mắm khi đã được pha trộn cho bớt mặn và nhiều vị hơn thì mình sẽ gọi là nước chấm. Khi chuyển sang tiếng Anh, mình vẫn sẽ giữ nguyên tên gọi này của nó thôi và sẽ giải thích thêm một chút phía sau để cho người nước ngoài dễ hiểu hơn. Ví dụ như nước chấm, a dipping mixture of fish sauce, water, sugar, lime and chili. Tiếp theo là muối vừng. Cơm nguội muối vừng có vẻ là công thức hoàn hảo cho những ngày lười nấu nướng. Khi mình tìm kiếm trên mạng thì thấy có rất nhiều kết quả là sesame and salt. Nhưng cá nhân mình cảm thấy cách dịch này không sát nghĩa cho lắm. Chỉ bằng cứ gọi muối vừng là salted sesame đi. Còn nếu gọi tên đầy đủ của nó thì sẽ hơi dài một chút, là salted crust roasted sesame and peanuts. Ngoài ra, mình còn các loại rau củ quả muối chua giúp cho thức ăn tiêu hóa dễ dàng hơn. Ví dụ như dưa cải muối là pickled mustard greens, hành muối là pickled onions, hay dưa góp là pickled cucumbers. Nhìn chung, cứ có cái gì muối thì các bạn chỉ cần lắp theo công thức pickled cộng với tên rau củ quả là được nha. Có một loại cuối cùng không thể quên được đâu nha, đó chính là mắm tôm, shrimp paste. Shrimp paste. Trên đây là những từ vựng cơ bản nhất về các condiments, gia vị ăn kèm trong bếp của mẹ. Nếu các bạn có thêm những gợi ý gì thì nhớ comment xuống phía dưới cho mình biết với nha. Mình hy vọng các bạn đã biết thêm được nhiều điều bổ ích qua 3 phần của video làm chủ từ vựng tiếng Anh về gia vị trong bếp của mẹ. Nhớ subscribe và nhấn nút chuông để luôn nhận được thông báo mỗi khi có video mới vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Và bật mí, video tuần sau sẽ là một video nói tiếng Anh 100% nha. So, stay tuned and goodbye!